Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Cưỡng đoạt con gái nhà lành tưởng chừng chỉ là hành vi xấu ở thời phong kiến, nhưng không ngờ rằng vẫn có một ác bá trong làng muốn cưỡng ép cưới một người phụ nữ. Song người phụ nữ này cũng không phải trẻ trung xinh đẹp mà đã 64 tuổi. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, hắn ta đã nói ra lý do vì sao bản thân làm như vậy. Ở một vùng nông thôn của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, có một kẻ chuyên tác oai tác quái mà dân gian thường gọi là ác bá. Hắn ta tên Vương Đại Hải. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tức năm 2018, hắn đã 51 tuổi. Từ nhỏ ít học, lớn lên lại làm nhiều trò xấu xa và thường quấy rối phụ nữ trong làng. Nhiều người chỉ biết cố gắng tránh mặt khi nhìn thấy hắn đi ngang qua. Bà Vương Thục Phương 64 tuổi, hơn Vương Đại Hải 13 tuổi, nhưng hắn lại yêu bà Vương và không ngừng làm phiền, một mực đòi cưới bà cho bằng được. Trước hành vi điên rồ này, bà Vương chỉ có thể trốn tránh. Bà Vương và chồng Tống Vạn Kim có hai người con gái, một người con trai. Con gái lớn đi lấy chồng ở Thẩm Dương, con trai cũng lập gia đình ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, cô con gái út lại mắc bệnh tâm thần và còn có bố chồng già gần đất xa trời cần được chăm sóc. Ông Tống Vạn Kim cũng mắc bệnh phổi. Mặc dù hai đứa con ở xa thường xuyên gửi chi phí sinh hoạt cho gia đình, nhưng việc một mình chăm sóc ba người bệnh đã khiến bà vô cùng mệt mỏi. Song cuộc sống khó khăn là thế, nhưng bà Vương không hề phàn nàn và chăm sóc gia đình rất chu đáo. Một người phụ nữ có trách nhiệm như vậy lại bị tên vô lại Vương Đại Hải quấy rối. Hắn hàng ngày đến cửa nhà bà Vương, nói tiếng yêu, tuyên bố muốn cưới bà về làm vợ. Mỗi lần như vậy, bà Vương đều đóng cửa kín mít. Một ngày nọ, Vương Đại Hải lại đến và nói nhiều lời khó chịu. Bà Vương thấy lần này hắn đang hủy hoại thanh danh của mình nên đã ra ngoài tranh cãi với hắn. Vương Đại Hải xông tới đòi kéo Vương đi, nhưng đã được hàng xóm giúp đỡ. Lúc này, bà Vương quá sợ hãi nên bảo em trai đến nhà vì bà biết hắn chắc chắn sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Quả nhiên ngày hôm sau, thấy trong nhà có người, Vương Đại Hải đã ném cục gạch trúng đầu em trai của bà Vương vì tưởng anh là trộm. Thấy em trai mình máu chảy đầy đầu, bà Vương cầm xẻng đánh vào đầu Vương Đại Hải. Hắn đau đớn lăn lộn dưới nền đất và vô tình đụng trúng nồi nước sôi mà bà chuẩn bị dùng để giết gà. Hắn nhìn đau đớn chạy đi mất. Bà Vương đưa em trai vào bệnh viện rồi lập tức trở về nhà vì lo rằng hắn sẽ trở lại làm hại bố chồng và con gái bệnh tật. Ngày hôm sau, tên ác bá tìm đến yêu cầu bà Vương trả chi phí khám bệnh cho hắn. Thế nhưng trong mắt dân làng lúc bấy giờ, bà Vương lại có gì đó mờ ám với tên kia. Nhiều người thắc mắc tại sao bà không báo cảnh sát. Xuất thân từ nông thôn, bà Vương vẫn rất bảo thủ trong suy nghĩ, tin rằng không thể để người ngoài biết về việc mình bị quấy rối. Bà sợ thanh danh của mình sẽ bị tổn hại và bị người ta nói là phụ nữ không đứng đắn. Nhưng bà Vương không thể ngờ rằng chính tư duy này đã tạo nên điểm yếu để kẻ xấu lợi dụng. Vương Thục Phương chỉ đành nhẫn nhịn và đồng ý bồi thường cho Vương Đại Hải số tiền 800 nhân dân tệ, hơn 2,6 triệu đồng. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sự nhượng bộ của bà Vương chỉ khiến tên ác bá càng thêm kiêu ngạo. Hắn đã ngang nhiên xông vào nhà và muốn bắt bà Vương đi. May mắn thay, đội trị an của làng đã có mặt kịp thời và đuổi hắn đi. Sau đó bà Vương đã thuê người gia cố mọi cửa nẻo trong nhà, thậm chí còn lắp đặt cửa sổ chống trộm. Bà Vương cảm thấy rất mệt mỏi vì bản thân tự nhiên rơi vào hoàn cảnh này, cũng không dám ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của gia đình có lẽ sẽ phát sinh vấn đề. Sau đó, tên ác bá vẫn tiếp tục đến làm phiền bà Vương. Ông Tống Vạn Kim vốn bị bệnh phổi mà giờ đây còn bị giày vò trong cảnh sống ngày nào cũng sợ hãi, bồn chồn và ông đã ra đi không lâu sau. Kể từ đó, Vương Đại Hải càng được nước làm tới. Các con của bà Vương lần lượt quay về và nghe hàng xóm kể lại chuyện đã xảy ra. Họ lập tức báo cảnh sát và đã tiến hành bắt giữ Vương Đại Hải. Tuy nhiên, cảnh sát nói rõ rằng hành vi quấy rối cùng lắm chỉ là bị giam giữ nhiều nhất vài ngày. Không bỏ cuộc, các con của bà Vương về làng kêu gọi những người từng bị Vương Đại Hải hà hiếp đứng ra làm chứng. Chẳng bao lâu sau, họ đã gom được hơn 200 chuyện xấu mà hắn đã làm trong làng. Vương Đại Hải đã khai rằng vì bà Vương có dáng người hợp nhãn của hắn, mỗi ngày thay nhiều bộ đồ là để quyến rũ hắn. Sau khi dân làng đệ đơn kiện tập thể, tên ác bá cuối cùng đã bị kết án 5 năm tù. Nhưng không biết sau 5 năm, hắn có tiếp tục tác oai tác quái hay không? Đây cũng chính là điều mà bà Vương luôn canh cánh trong lòng.
Bạn nghĩ trên đời có bao nhiêu nhóm máu? 4 hay 8? Thực ra thì cả hai đều đúng và cũng đều không chính xác. Bởi vì trên thực tế, có tới hàng triệu biến thể của các nhóm máu trên thế giới. Trong đó, có một nhóm được xem là hiếm nhất, giá trị nhất và chỉ có tổng cộng 43 người sở hữu được biết đến cho đến nay mà thôi. Nhưng trước khi quan tâm đó là nhóm máu gì, hãy thử tìm hiểu một chút kiến thức về các nhóm máu đã. Nhóm máu là khái niệm đưa ra phục vụ cho câu chuyện truyền máu trong y học. Lý do là vì tế bào máu được bao phủ bởi các kháng nguyên và mỗi loại tế bào lại có loại kháng nguyên riêng để kích thích tạo ra kháng thể. Có hai loại kháng nguyên chính là A và B, chính là tên của hai nhóm máu. Việc bạn có loại kháng nguyên nào thì tùy thuộc vào các biến thể gen của bố và mẹ. Kháng nguyên A và B là gen trội, trong khi O, nhóm máu không có kháng nguyên tương ứng thì là gen lặn. Trong một hệ thống nhóm máu khác, chúng ta có kháng nguyên Richard D, hay còn gọi tắt là hệ thống Rh, và được chia ra thành Rh âm và dương. Trong đó, Rh dương là nhóm có kháng nguyên đi, còn Rh âm là nhóm không có kháng nguyên đi. Trên thực tế, chúng ta có đến 35 hệ thống nhóm máu khác được công nhận bởi Hiệp hội Truyền máu Quốc tế. Nhưng về cơ bản, mỗi người chỉ cần nắm được hai hệ thống quan trọng nhất là ABO và Rh là đủ. Có tới hàng trăm loại kháng nguyên khác nhau và chúng được phân vào 33 nhóm còn lại. Lý do chúng không quan trọng là vì các kháng nguyên ấy quá phổ biến. Ví dụ như kháng nguyên VEL, chúng có trong máu của 99,9% dân số. Đâm ra việc thêm nó vào định danh các nhóm máu như AB VEL dương sẽ trở nên rắc rối và không thực sự cần thiết. Nhưng đây là lúc câu chuyện trở nên khá rắc rối. Như đã nêu, kháng nguyên trong 33 nhóm còn lại là rất phổ biến, có trong máu của gần như tất cả mọi người trên thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa rằng nếu như máu của bạn thiếu mất kháng nguyên mà 99% người khác có, thì bạn sẽ trở thành của hiếm, nếu không muốn nói là cực hiếm. Trong số này, hiếm nhất là nhóm máu mang tên Renal hay Rh vô giá trị. Đây là nhóm máu tuyệt đối không có bất kỳ kháng nguyên nào thuộc hệ Rh. Nó bao gồm kháng nguyên đi và khoảng 50 loại kháng nguyên khác nữa. Renal hiếm đến mức trên thế giới hiện mới có khoảng 43 người sở hữu nó và chỉ 9 người đồng ý hiến tặng. Thậm chí đến trước năm 1961, các bác sĩ vẫn còn giả định rằng những trường hợp thiếu toàn bộ kháng nguyên Rh sẽ không thể chui ra khỏi tử cung an toàn. Dĩ nhiên đây là một nhận định sai, nhưng cũng đủ để hiểu rằng nó hiếm đến mức khiến cho các bác sĩ không đủ mẫu nghiên cứu mà kết luận. Đây là nhóm máu vàng ròng. Bác sĩ Thierry Perret, giám đốc phòng thí nghiệm lâm sàng và miễn dịch học tại Paris cho biết, những người có nhóm máu này rất đặc biệt và cũng rất có giá trị, bởi lẽ việc chẳng có kháng nguyên gì cho phép họ truyền máu cho tất cả các nhóm máu trên đời, kể cả những người có nhóm máu thuộc hệ Rh âm cực hiếm. Nhưng tất nhiên, nếu tình cờ có được nhóm máu này thì chắc nó cũng sẽ không được sử dụng, trừ trường hợp cực kỳ nguy cấp.